Kiến trúc không chỉ là việc xây dựng các công trình vật lý mà còn là việc xây dựng những câu chuyện và những giấc mơ. Trong video này, Kiến trúc Kisato sẽ chia sẻ và giới thiệu với mọi người một ngôi nhà vườn mái Nhật mang phong cách hiện đại mà Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Dương Văn Nha tại Đạ Hoai, Lâm Đồng. Ngôi nhà được thể hiện bởi những đường nét kiến trúc gọn gàng tinh tế, mang lại vẻ đẹp thanh lịch, mộc mạc và được quy hoạch tổng thể đồng bộ với phong cách thiết kế hiện đại. Công trình được thiết kế hai sảnh, tạo hình khối kiến trúc bắt mắt, đẹp mắt, không gian xanh được xen kẽ tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn. Về công năng sử dụng thì đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình từ 4 đến 5 thành viên. Đầu tiên là phòng khách kết hợp với phòng thờ, với phong cách thiết kế nội thất hiện đại, tỉ mỉ, mang lại không gian sang trọng, không gian phòng thờ gần gũi thân thuộc với tông màu gỗ ấm cúng, đầy đủ nội thất thờ và trang trí. Tiếp đến là không gian bếp cộng ăn với nội thất hiện đại của tủ bếp, bàn ghế ăn sang trọng, thể hiện được sở thích của gia chủ, tối giản và được kết nối thêm với sảnh phụ của công trình. Công trình này cũng được tư vấn thiết kế tới 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có diện tích khoảng 16,5m², rộng rãi và thoải mái được thể bố trí đồ nội thất. Toàn bộ nền của công trình được ốp gỗ, đồ nội thất hoàn thiện tỉ mỉ đầy đủ với giường lớn, tủ đồ kịch trần, vách đầu giường, táp đầu giường hoặc là kệ tivi hoặc bàn làm việc. Tất cả đều có vị trí cửa sổ mở ra để lấy thêm ánh sáng, giúp phòng ngủ thông thoáng hơn. Và cuối cùng là khu nhà vệ sinh chung với diện tích 4,3m², cũng được thiết kế với đầy đủ thiết bị công năng hiện đại, đáp ứng tất cả nhu cầu của gia chủ. Một ngôi nhà vườn với kiến trúc và công năng tuyệt vời để mọi người có thể tham khảo. Và nếu các bạn cũng đang có nhu cầu về thiết kế, thi công xây dựng nhà ở trên 63 tỉnh thành, thì có thể liên hệ với Kisato theo số hotline bên dưới nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.